Xin chào toàn thể tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em lại về được mấy cái đầu máy ba con Super Dream nhé. Thì nói chung là hàng nó cũng chạm hết rồi nên các bác mua để lưu ý nhé. Đấy, anh em nào mua lưu ý nhé. Và bên em còn một cục Full LED 2018 nhé. Cục này thì bây giờ bên em đang chào bán 8 triệu này. Cục này thì cực kỳ ngon luôn, chạy có đúng chưa đến vạn nha các bác nhé. Đấy, và hôm nay bên em giới thiệu các bác là ba con con Dream Thái, máy 100, máy Thái nha các bác nhé. Thì anh em có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hai số điện thoại bên em nhé, 0364011683 và 0983198883. Anh em vừa xem vừa đăng ký kênh vừa kết bạn Zalo nhé. Thì sau anh em có video nào hay thì anh em like chưa mua được con này thì anh em cứ kết bạn hoặc là đăng ký kênh, thì sau anh em mua được những con ưng ý của mình thì anh em có thể lựa chọn nhé. Rồi, đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con Dream Thái đây. Con này Dream Thái nha các bác nhá. Dream Thái con này giờ bên em đây, em quay chi tiết nhá. Con này thì nói thật với các bác là nó cũng đã chạm hết rồi. Nào nó đã vệ sinh rồi nhá. Thì con này nó hơi nhưng mà nó ngon được cái là vẫn hơi xịn này. Đầu bò ET3 nhá. Đầu bò ET3. Đấy, còn mấy con ốc đầu bò thì cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ đẹp đây rồi. Đấy, còn là máy thì nó đã chạm hết rồi các bác nhá. Đấy, cam cò thì nó đã dọn lại thì máy vẫn còn lổ ngon nha các bác nhá. Máy vẫn lổ ngon. Đấy. Thứ hai là cốt máy con này thì nó cũng đạt đến 80% nha các bác nhá. 80% cốt máy. Vách giữa thì chưa trẻ nha các bác nhá. Con này vách giữa chưa trẻ. Côn thì chắc chắn nó đã chạm rồi. Đấy, thì củ đề đây, củ đề xịn nha các bác nhá. Mitsubishi xịn này. Đấy, con này giờ em đang con này là mã là CH1 giá 5,6 triệu nha các bác nhá. 5,6 triệu theo cho các bác Tuấn vứt dây điện nhá. Đây, nó theo cho các bác là theo đầy đủ hết là cần đạp cần số IC con nạp dàn điện nha các bác nhé, đầy đủ hết nhé, và theo cả chế hóa khí nha các bác nhé. Con này giá 5,6 triệu đồng bao ship cho tất cả các bác. Đây em quay chi tiết nhá. Đấy, bình thường các bác mua những cái lốc như này là mua đã mấy trăm một lốc này rồi, lấy kéo cắt. Đấy thì con này thì máy bên em là bao lổ êm nha các bác nhé, máy lổ êm không khói nha các bác nhé, máy lổ êm không khói, đầy đủ hết. Đồ là đầu bò này hơi xịn hết các bác nhá. Đầu bò hơi xịn chút hẳn đấy. Đây, còn chế hòa khí nữa đây. Đây. Chế hòa khí Kenhin xịn nha các bác nhá, chế 100. Vẫn lổ ngon nha các bác nhá. Đấy, con này là CH1 giá 5,6 triệu nha các bác nhá. Nói chung là đầy đủ hết đồ, là toàn đồ của Thái các bác nhá. Ý là nó đã chạm hết rồi, nó vệ sinh cái đầu bò là vệ sinh cái hơi này. Trong máy thì nó đã tháo ra phần điện, điện vẫn là điện xịn các bác nhá. Điện xịn hết, điện Honda các bác nhá. Đây, Make in Japan nha các bác nhá. Đấy, Make in Japan. Đấy, thì anh em mua được con nào thì anh em kết con nào thì anh em có thể lựa chọn con đấy nữa. Con này CH1 giá 5,6 triệu nha. Rồi, tiếp con 2. Rồi, tiếp theo con thứ hai, con này rẻ hơn một chút nha. Con này giá 5 triệu rồi các bác này. Con này là đây, con này đầu bò ET13 nhá, máy Thái các bác nhá. Đây, anh em nhìn chữ Honda cực đẹp luôn. Con này CH2 giá 5 triệu nhá. Nói chung là con này củ đề thì nó đã thay rồi các bác nhé. Con này củ đề thay rồi. Thì anh em là thích thì bên em vẫn vào cái củ đề khác cho các bác nhé. Đấy, con này thì những cái dòng như này thì thật sự với các bác là nó cũng đã chạm rồi. Nó đã chạm rồi nhá. Đây, con này nó chạm nhưng mà đồ vẫn đồ Honda zin nhá. Côn số vẫn Honda, số vẫn Honda nhá. Cốt máy con này đạt đến 90%. À đâu, 70% nha các bác. 70%. Tất cả vách máy đều là vách máy Thái hết các bác nhá. Vách máy Thái hết nha các bác nhá. Đấy. Thì là đây, Make in Japan nha các bác nhá. Đấy. Đây, hơi 97 các bác nhá, hơi 97 đây. Đấy, đầu bò chạm thì nó con này thì nó chạm hết các bác nhá. Ý là chạm thì đã chạm hết rồi. Về anh em gác lên xe thì vẫn chạy bình thường. Đấy, vẫn máy móc vẫn lổ ngon nha các bác nhá. Lỗ êm không có khoái đấy. Ý là chạm thì trước cái thằng chủ cũ đã dọn qua một chút rồi. Thì là nó vẫn điện vẫn là điện xịn các bác nhá. Đấy, điện xịn giá 5 triệu này. Đấy, con này thì em có bớt một chút nhá. Con này em có bớt một chút, bớt cho bác 200.000. Con này 200.000 nhá. Đấy. 200.000 thì các bác có thể là về có tí lọc nhá các bác nhá. Đấy, chứ còn đi ở những cái con máy như này thật sự bác tìm là cũng hơi khó. Đấy thì các bác cứ mua cảm thấy ok được, thuận mua vừa bán em báo giá luôn thì anh em cảm thấy ok được thì các bác mua nhá. Đấy, tất cả là
đầu bò hơi hiếc là đồ đồ ngon hết, nhưng mà ý đã vệ sinh lại còn đâu qua chăng thì nó cũng thay cái côn này, côn ba búa này thì nó thay nhất là hàng Honda Việt Nam vào, tại vì những cái con máy Thái này thì không phải uông, người ta không thể tích chân thay vào con côn tàu được đấy. Có mỗi cái này thì anh em thích thì em thay thôi đấy. Con này giá 5 triệu nha các anh em. Đây theo đầy đủ hết cần đạp quần số nhá, đạp quần số này, chế hòa khí này đấy, chế hòa khí xịn của nó nhá, và phun dàn điện nha các bác nhá, phun dàn điện Thái này. Đấy, phun dàn điện hết đấy. Con nào bên em bán hết rồi. Tiếp theo con thứ ba ngày hôm nay đây, con thứ ba, con này thì quay này. Con này là con này ET25 nha các bác nhá, con đầu bò ET25. Con này cũng chạm hết rồi đấy, báo luôn các bác chạm hết rồi, là ý là đầu bò này hơi xịn này, đầu bò xịn hơi xịn này, côn xịn này đấy, côn xịn mới lại gọi là số xịn nha các bác nhá, số xịn. Tấn đưa cần số này, cần số này. Con này cốt máy đạt 85% nhá, tại vì đôi khi là anh em khi sử dụng lâu dài ấy, thì là đôi khi ai cẩn thận ấy, có khi là dầu mớt nhớt nó cũ quá rồi ấy, thì đây. Dầu nhớt nó cũ quá rồi đây. Chú vào số này. Trượt số à, trượt cái rãnh nha. Đấy, nói chung là số má thì đây, vách máy là được vách máy Thái hết các bác nhá. Tất cả những con này đều là ngon hết. Đấy, thì đầu bò ET là đầu bò Thái các bác nhá. Đầu bò ET này. ET lên đầu bò Thái hết rồi nhá. Con này giờ bán 5 triệu 2. Bơi các bác 200 còn 5 triệu này. Đấy, còn các bác cảm thấy ok thì các bác mua nhá. Đấy, còn tất cả là bên em cũng đã đây, chế ken hin xịn nha các bác nhá. Chế ken hin xịn này. Đấy, cái dòng máy Thái chế khác không phải chế gem Việt nha các bác nhá. Đấy, nên các bác mua lưu ý nhá. Đấy. Thì tất tật nó theo đầy đủ hết cần đạp cần số, chế hòa khí, IC con nạp xịn nha các bác nhá. IC con nạp xịn này. 5 triệu 2 bớt 5 triệu nhá. Đấy, củ đài Mitsuba xịn nhá. Nó chạm hết rồi nhưng mà ý là các bạn lỗ êm không có khoái nhá, lỗ êm không có khoái. Đấy. Thì đấy anh em cảm thấy ok thì các bác mua nhá. Con này CH3 giá 5 triệu nhá. Về các bác gác đây chỉ được chạy thôi, máy lủ êm không có khoái nha các bác nhá. Rồi. Tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay cho dịch ra đề tí cơ. Thì con này thì đây, con này là con full LED. Thật sự là lâu lắm rồi. Bên em mới về được một con full LED này. Máy thì cực kỳ chất rồi. Con này full LED nha các bác nhá. Con này thì con này giờ em bán 8 triệu nha các bác nhá. Giá bán là 8 triệu, con này thì zin đét 100% luôn. Con này anh em nào chạy chơi hoặc là anh em chạy cái gì đấy thì anh em có thể nghiên cứu nhá. Đấy, anh em lắp. Đây, full LED 2018. FI phun xăng điện tử nhá. Con này thì siêu chất rồi, đúng là em tuyển thật sự bác là cũng phải tầm độ 5 tháng này bên em mới có dòng full LED để bán cho các bác. Vừa có con 2022 bên em bán 10 triệu nhá, quay vòng. Còn con này đời 2018 thì nó cũng chả chênh nhau đâu, con này chạy chưa đến vạn này. Con này là 11 tháng 7 2018, có khi đến tận sang năm 2019 nó mới bán được ra nhé. Cốt máy thì nó vẫn đẹp nhé, cốt máy gần như đạt 100% rồi. Đấy, con này máy zin nhé, em bao các bác máy zin 100%, máy lổ êm không có khói. Đây anh em nhìn đầu bò mấy con ốc này vàng chóe luôn. Vàng chóe nha các bác nhá. Đây, chờ cổ hút ken hin này, xịn nha, bộ chế hòa khí phun xăng điện tử này. Đấy. Nguyên bộ này thì đây các bác nhìn nó mới chưa? Cái này em tháo ra em chưa vệ sinh nhá. Cái này tháo em ra em chưa vệ sinh. Đây này, tất cả cái lớp sơn này nó còn nguyên bản hết, có đâu có chi có một tí này nó hơi sùi sùi thôi. Nhưng còn nguyên bản đẹp hết các bác nhá. Máy đẹp long lanh, không phải cái suy nghĩ gì cả. Con này giá 8 triệu nhá. FL ha, FL nhá, mã FL 8 triệu. Full LED 2018. Full LED 2018 thì các bác mua thì các bác có thể lựa chọn cho bên em nhá. Giá là 8 triệu. Đấy, bao ship cho các bác theo đầy đủ hết đây. Bình xăng lớn này, lọc gió này, cổ hút dây điện này. Đây, đây, đây cổ hút dây điện này để điều khiển IC nhé. Còn anh em nào mua lớn bộ dàn FI nhé, nó bao gồm bình xăng này, cả dây điện này, cả cái cổ hút kia. Bây giờ bên em đã bán là 3 triệu, hơn 3 triệu một bộ đấy rồi, 3 triệu rưỡi rồi.
Đấy thì là anh em mua cân đối, còn anh em là mua máy thì mua độc máy không bên em bán nhá. Độc máy thì giá nó cao. Đấy, độc máy thì bên em bán nó 6 triệu rồi. Đấy, bán lẻ thì nó cũng chênh hơn một chút. Đấy, anh em là có nhu cầu muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé, Full LED 2018. Rồi, thế này chào tất cả anh em cùng tất cả các bác. Anh em có nhu cầu muốn mua máy thì anh em có thể alo cho bên em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Bên em cũng làm nhiều máy để phục vụ tất cả anh em. Đấy, anh em nhớ kết bạn Zalo hoặc là hai số điện thoại bên em nhé. Chào tất cả các bác cùng tất cả anh em.